Chào anh em nha, hôm nay mình có về được một ít lốc lốc đời nha, quân cặp lốc mà có đời. Thường thường đa số những cái lốc này là hàng zin rã xe kho custom nội địa Nhật về ha. Thì cái lốc này nó giống y chang lốc của rim Thái luôn nha anh em. Anh em mà về vô rim Thái hoặc là rim quay Trung Quốc rồi này kia là hơi bị ngon. Và lốc này là lốc Nhật, nội địa Nhật nên ba anh em là cực kỳ chắc chắn và bền bỉ luôn. Nói chung là vô y hại anh em mà vô cặp lốc rim Thái dành cho xe rim Thái là thật tuyệt vời luôn á, là bao bao ngon. Tại vì cái lốc này là lốc đời cao, thiết kế là giống y chang cái lốc của rim luôn nha anh em. Có nghĩa là anh em thả cái gen rim 100 vô là cũng vừa y trong cái buồng gen này luôn. Nói chung là tất cả các vị trí này kia và thiết kế lốc là giống y chang lốc của rim Thái luôn. Anh em chỉ mua về là nói chung là nó giống y chang lốc lốc zin của rim quay bình thường, nói vậy cho dễ hiểu nha. Nhưng mà cái lốc này là lốc nó làm theo kiểu form nhỏ, là ngay đây nó xài báo số nhỏ, anh em về là xài cho chung cho rim Thái đó, đúng như chang rim Thái luôn. Này có hai lỗ thang mò luôn ha. Nhưng mà cái lốc này thì nó là nằm trên cái con những con xe gọi là xe custom á, xe đèn vuông á nha anh em, 50 đèn vuông có đời đó. Hàng nội địa Nhật thì bao anh em là cực kỳ chắc chắn và bền bỉ rồi. Giá cặp lốc này mình bán có giá là 700.000 một cặp và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Đúng lốc zin của cúp 50 zin đã xe nội địa Nhật về. Thật sự mình nói này là lốc 50 này kia nó không quan trọng, anh em vô 100 là vô tư bình thường. Tại vì lốc này lốc đời cao, nó thiết kế chung chung một khuôn đổ ra, nó chỉ khác ngay chỗ là chết. Khác ngay ở chỗ là người ta chỉ đóng cái số máy để theo đúng cái dòng xe thôi. Còn cặp lốc này nói là lốc của rim Thái mình, nó là chung một form lốc bình thường. Lốc này thì nó nằm trong xe 4 số thì anh em cứ về gắn 4 số rồi được bình thường hết. Giá một cặp lốc này là mình bán 700.000 một cặp, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn nha. Bao với anh em là cam kết đây là đúng lốc zin đã xe kho nội địa Nhật về, nguyên zin rã máy lần đầu, cực kỳ đẹp, không sơ mi, không tung rang và cực kỳ đẹp luôn nè anh em. Anh em nhìn cái mà dạng cái màu sắc bên trong cái lốc là cũng biết là chất lượng cái lốc này như thế nào rồi ha. Giá là 700.000 một cặp. Anh em về vô rim quay rồi được. Nói chung là lốc anh em về thích vô lốc đời là ok, cực kỳ ngon ha. Nói chung là lốc có đời, vô rim quay này kia là quá đã luôn. 700.000 cặp và miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn nha.